cho mẹ 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 làm đồ ăn hả? À, ô tuông á, ô tuông tao, ô tuông tao trước. Ôi mẹ, hai ngồi mẹ. Con ngồi đây này. Ơ, đây thì cháu đi xí ăn nha. Đây là vị đỏ cả nhà. Con ăn đi, con ăn đi. Nè, con thích ăn nhôm không bay? Chị ăn nhôm bay? Chị ăn nhôm bay? Con thích ăn nhôm bay? Lusi cũng được ăn cà rốt cả nhà này. Lusi cũng được ăn cà rốt này. Lô, mẹ cho. Lucy đang ăn cà rốt cả nhà. Một ai ăn một cái cái ôm mẹ này. Vô xuống này. Xuống này. Chịu, chịu. Lên mẹ ra. Được không? Mẹ coi. Sữa hả? Sữa xong không? Mẹ tay mẹ, mẹ lau. Mẹ lau tay rồi mẹ cho ăn. Mẹ thương. Mẹ lau tay nha. Lau tay cho con tay nha. Tay uống hết nuốt đi nha. Con nuốt bực á. Mẹ này, ăn hai cái biêu này. Giờ đồ ông sữa cả nhà.
mẹ cũng chuẩn bị một ít sữa cho Lú rồi cả nhà này. À, giờ Lú đang nó rồi giờ không thêm sữa. Cô ăn, cô ăn. Cô chọn đây. Đây, sữa đấy. Này Lucy ăn nó rồi này, còn cái mình sữa ấy không? Ăn mà chẳng ăn lâu uống sữa ngon quá mà chẳng ăn lâu uống ngon quá mà xì ăn chơi đây. Chơi chung á, chung nó chung luôn á, ôi trời đất, ôi trời đất, ôi trời đất, đồ xì ham chơi đây, tao tao ăn này, tao ăn bạn. Uống nữa không? Mày các em nó lắm luôn cả nhà. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Mày các em nghe thấy cái này nghe thấy rồi. Cha mày uống ngon chưa lắm á. Chắc chắc Lucy Lucy xin video nhưng bây giờ đây là Lú uống hết cả nhà. Một phần ăn trưa ăn bị đỏ và rồi giờ uống hết rồi. Giờ hai con này cho hai con ngủ.